Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Bobby nha. Ok. Mẹ nữa, cái gì đây? Con một tiền nào cũng được hết, tại sao phải là the show? Tại sao phải là the show? Không hiểu được luôn. Con một tiền nào cũng được hết. Kể cả con rồng một tiền cũng được nữa. Nó cũng ngon hơn con the show nữa. Bây giờ mua một con The Show 2 ngay tại lúc này là để làm cái gì? Không có làm được gì hết. Đúng chưa? No. The Show là một con chắc là phải lên 2 rồi đó. Nhưng mà không có cần gấp, cũng không có cần phải từ đầu luôn. Không có làm gì phải. Nè, một là mua Swordman, nhưng mà mình thì mình bán, mình mua hai con Agency Ranger nghe nó hợp lý hơn. Đúng không? Lên 2 sao là nó mạnh. Nó giống như vậy á. Con gì cũng được, con The Show đi bộ phép thì chắc chắn là phải có rồi đó, đúng không? Nhưng mà nó là một con có thì lên 2 sao, chứ không có cần gấp. Tại vì trên lệch hồi mana thì đúng là nó cũng nhiều đó, nhưng mà phép nó không phải để hồi mana chỉ nhờ vào con The Show đó, không. Nó phải nhờ vào trang bị. Phép dù có The Show 2 sao đi nữa, mà không có trang bị thì cũng yếu thôi à. Đó, cho nên là rõ ràng là cho cái pha đó là không mua là cái chắc rồi, mua làm cái chó gì, đúng không? Bây giờ có hai xuyên thì cũng được rồi. Chúng ta có thông tin con tướng mới rồi đấy. Chúng ta có thông tin con tướng mới rồi đấy, là cái giả thú assassin 4 tiền. Giả thú assassin 4 tiền. Nghe có vẻ như là giả thú kỳ này là bây giờ đã 7 con rồi đúng không? Bây giờ đã có 7 con rồi. Bây giờ thêm một con nữa là 8 thì chắc chắn sẽ có một con mất đi. Chắc chắn có một con mất đi. Bây giờ chúng ta sẽ tính tới chờ để gọi là năm hơi giải thích cho bạn nghe là bây giờ con nào sẽ mất đi. Thì lúc trước á, có một cái khoảng thời gian lúc mà ra ngộ không á, thì ở trên cái bảng test á, nhà phát hành loại bỏ con bò cạp. Lúc mà ra ngộ không á nha, lúc mà mới ra ngộ không á thì ở trên bảng test á, nó bỏ con bò cạp đi luôn. Cho nên là hồi trước á là có ngộ không chứ không có bò cạp, nhưng mà lên bảng chính á thì quyết định là giữ con bò cạp lại đi với ngộ không, tới bây giờ luôn là 7 con. 7 con giả thú, nhưng mà hôm nay lại thêm một con giả thú nữa, một con cáo. Một con cáo 4 tiền. Thầy vậy á, thì mình nghĩ cái con bò cạp này khả năng đi rất cao. Tại vì sao giả thú bây giờ có hai con 3 tiền. Giả thú bây giờ có hai con 3 tiền. Chó với sâu. Chó sâu bò cạp. Chó sâu bò cạp tới 3 con 3 tiền lần. Vậy là có thể là một trong 3 con này. Mình nghĩ sâu thì chắc không có đâu. Có thể là bò cạp cũng được. Tại vì bò cạp cũng là assassin giả thú nha. Bò cạp cũng là assassin giả thú. Còn cái này con này cũng là assassin giả thú. Rất có thể là nhà phát hành quyết định là sao, nâng cái độ khó của bộ 6 giả thú lên. Bằng cách là bỏ đi con bò cạp và thêm con cáo đỏ vô để làm gì? Nâng cái tỷ lệ mà cần lên 6 giả thú á, thì bạn phải có hai con 4 tiền. Thì bạn có muốn 6 giả thú là bạn phải có 2 con 4 tiền. Chứ bạn không có 2 con 4 tiền thì bạn không lên 6 giả thú được. Đúng không? Đó là bắt buộc. Cho nên rất có thể là con bò cạp là sẽ bỏ đi. Rất tiếc cho bò cạp. Nhưng mà thêm một con cáo vào thì con bò cạp phải bỏ đi. Thì cái này thì chưa nhận được thông tin chính thức. Nhưng mà mình đoán như vậy. Mình đoán như vậy nha. Là mình nghĩ có thể là meta này sẽ là có con cáo và mất con bò cạp đi. Bây giờ này là nó thuộc dạng là cái game này là game đấu trường thú bạn. Game đấu trường thú bỏ vô đánh nhau. Ra đủ con hết rồi. Bây giờ nó thiệt luôn. Không có con gì mà không có trong cái game này đó. Giờ thành game đấu trường thú rồi, bây giờ ra thêm con cáo nữa. Cáo, mèo, heo là ba con mới ra đúng không? Nghe cũng ghê đấy, nghe thì cũng căng đấy, nhưng mà không biết là cái con này thì nó sẽ theo kiểu là
Không biết là cái dạng của con này là thuộc dạng là carry hay là theo kiểu là gây DPS, tại vì con này á nó là kiểu giống như là tay con này có vẻ như assassin thì con này là tay ngắn rồi. Con này tay ngắn. Tại vì tại cái nó cầm cái kiếm mà tay ngắn, còn cái ân tiêu của nó thì gây sát thương vật lý nha. Gây sát thương vật lý chứ không phải là sát thương phép, cho nên con này tay ngắn thì nó cũng hay, nhưng mà không biết thuộc dạng là assassin theo cái dạng là sao. Nếu mà carry á, thì là 4 tiền khó lắm luôn. 4 tiền là một trong những cái thể loại mà nó ẩm ương nhất luôn. Bây giờ bạn có tin không, bây giờ 5 tiền dễ lên 3 sao hơn 4 tiền. Tại sao? Bạn chỉ cần đi bộ mét là bạn có 5 tiền 3 sao rồi. Nhưng mà đi 4 tiền 3 sao bây giờ là phải dựa vào hết cái tất cả mọi thứ luôn, vận dụng hết gọi là cái nội công ở trong người của bạn luôn, vận dụng vô đó thì bạn mới có 4 tiền 3 sao. 4 tiền 3 sao không phải dễ ra nha, mình nói thiệt. 3 tiền ok, bạn quyết định được nè, tại bạn chủ động được. Bạn chủ động bạn dừng để không úp cấp, để bạn roll để bạn lấy con 3 tiền 3 sao. 5 tiền thì bạn đi đi 6 mét là bạn có thể dễ rồi. Nhưng mà 4 tiền ở thì nó nằm giữa ở hai cái giai đoạn đó, mà bây giờ mình đánh giá là cái 4 tiền là cái dạng khó lên 3 sao nhất. Cho nên con này á, nếu mà muốn gọi là được nhiều người chơi á, thì nó phải thể hiện sức mạnh được ngay ở 2 tiền, quên, ngay ở 2 sao. Chứ nó mà chờ tới 3 sao nó mới mạnh đó nha. Giống như con Dominator, Dominator thì bây giờ là chắc chắn là phải là 3 sao rồi. Bây giờ mình lấy 3 rồng là hợp lý nè. Tại sao? Mình có 3 Hunter rồi. Bây giờ mình lấy con đỏ Aseram để con rồng vô với đại này. Mình có 3 rồng, 3 rồng 3 Hunter. Nghe cũng hợp lý, nghe cũng rất hợp lý luôn. Rồng 4 tiền, rồng 3 tiền nó phun thì cũng đau lắm mà, đúng chưa? Tính ra nó vậy nó hay hơn. Lấy bộ đỏ chỉ có 100 máu à, 100 máu đâu có bao nhiêu, 100 máu đâu có bao nhiêu. Nhưng mà lấy 3 rồng là có thể sức mạnh liền, tại vì con ra nó ân tiêu đầu tiên là nó rất là trâu rồi. Con rồng 3 tiền, rồng phun nước miếng đó, nó phun nước miếng vô rồi là thôi thúi tới chết luôn bạn. Đó, bây giờ mình up level 6 cái là mình để con này vô là mình có luôn, mình có cái đỏ luôn. Ai trời, có đỏ luôn, thêm 100 máu, có 3 rồng, ngon ngon. Này chờ ra bây giờ làm meta mới, tại bây giờ mới công bố con tướng mới thôi chứ chưa có update mới hoặc là chưa có bản test, cho nên mình chưa test được cho anh em xem. Nhưng mà mình sẽ test con tướng mới cho anh em xem, và mình sẽ gọi là sao, mình nói hết tất cả mọi thứ. Nếu vô bản test á mà nó mất một con giả thú đi á, thì bạn cũng cũng như hôm nay mình đã nói rồi nha, là mình đoán trước được cái chuyện đó rồi, các bạn đừng quá bất ngờ. Đừng quá bất ngờ, có thể là một con bò cạp. Như vậy mà bỏ con bò cạp ra thì nó có nhiều vấn đề hơn là sao biết không? Bỏ con bò cạp ra thì nó sẽ có còn có bốn bốn agency đúng không? Bây giờ 4 Inceptor, bây giờ thì chỉ còn có 3 Inceptor thôi. Muốn lên 4 Inceptor là phải dùng Wiza, hai con Wiza, chứ còn không là bạn không có 4 slot. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Một cái rất là khó khăn khi mà bỏ bò cạp ra là 4 Inceptor là gần như là ít có người đi hơn nhiều. Bây giờ người ta sẽ chuộng ở cái bộ 2 Inceptor hơn. Tại vì 4 Inceptor nếu mà bỏ bò cạp ra thì 4 thì phải tốn tới 5 slot lận. Mà phải có hai con Wiza, mà bạn biết rồi đó, cái bộ đó mà đưa hai con Wiza vô giống như là nói sao ta, giống như là kiểu như nó thừa bạn, kiểu như nó thừa lắm, nó không có giải quyết được vấn đề. Nó không giải quyết được vấn đề, cho nên bây giờ có thể là người ta sẽ chọn, nếu mà bỏ bò cạp đi thì người ta sẽ chọn hai Inceptor. Hai Inceptor là hợp lý nhất. Rồi còn nếu mà gọi là một cái trường hợp nó giống như cái trường hợp mà bỏ bò cạp đi là 70% đi, 80% đi, thì còn một trường hợp nữa là mình đánh giá là còn số phần trăm còn lại là bỏ con Unicorn 1 tiền, thì nó cũng là tăng độ khó cho giả thú thôi. Bây giờ bạn muốn 6 tiền, bạn quên, bạn muốn 6 giả thú thì bạn vẫn phải có 2 con 4 tiền, 2 con 4 tiền và 3 con 2 tiền, quên, 3 con 3 tiền, 1 con 2 tiền, 1 con 1 tiền, đó là bỏ con Unicorn đi. Tại vì bạn biết sao, rui bây giờ nó tới 5 rui lận. Bỏ con Unicorn đi thì bạn sẽ có 4 rui và giữ lại được 4 Inceptor và có vẫn đảm bảo được cái tăng cái độ khó cho bộ giả thú lên.
À, cho nên nhưng mà mình đoán cái dự đoán cái này khoảng 3% thôi. Có thể là cái kia là 70, cái này là 30, hai trường hợp thôi. À, có hai trường hợp thôi là 70% là bỏ con bò cạp, 30% là bỏ con unicorn. Nhưng mà cũng chưa biết, cái đó là do mình đoán thôi, gọi là cái do dựa vào kinh nghiệm cá nhân thôi. À, hôm nay là ngày 4, gọi là ngày 5 tháng 11 đúng không? 5 tháng 11 là chưa có bản update mới, nhưng mà cái này là dựa vào kinh nghiệm cá nhân mình đoán nhẹ nhẹ. À, mình đoán nhẹ nhẹ để coi nó có thành hiện thực hay không, thì chờ nó update mới biết. Chờ nó update mới biết chứ, nói thiệt bây giờ là chỉ đoán thôi nha. À, đoán thôi, không đúng thì cũng đâu có sao, mình đoán mà, kiểu như mình là gọi là tung tin, gọi là nó trước vậy đó, để lúc đó mà có bỏ thì chắc chắn là mình nghĩ là chắc chắn là phải bỏ một con rồi, không có chạy đi đâu được hết, tại vì tám giả thú rồi. Nếu mà tính luôn con này mà không bỏ con nào đi là tám giả thú rồi. Nếu mà đưa như vậy thì cần chi phải ra con tướng mới này bạn, nó không có giải quyết vấn đề. Tám giả thú để làm gì? Hoặc là còn cái này, mà còn cái này là bảo đảm là không có luôn. Đưa lên hẳn tám giả thú hả? Không, ghê ghê quá, cái đó thì hơi căng. Cái đó thì hơi căng. Ồ, tám giả thú có vẻ như nó không đúng đâu. Mà bây giờ tám giả thú rồi, chắc là phải bỏ một con. Chắc là phải bỏ một con, mà bỏ bộ giả thú luôn, ra con này bỏ con khác luôn. Đó, chất lượng. Tại vì nói chung con bò cạp nó hơi bây giờ 6 giả thú á, bây giờ nó khá là dễ đi mà nó khá là mạnh, chứ không phải nếu mà bạn về cuối bạn lên được ngộ không nữa, rồi nó còn kết hợp được với Kira nữa. Tại vì cái cốt trảo đó nó kết hợp được với Kira nữa, rất có thể là chúng ta sẽ phải gọi là dẫn đến là cái meta đó nó mạnh quá, cho nên là bây giờ nhà phát hành quyết định là đưa con tướng mới này ra để phủ đầu liền, dập dịch, kiểu như là không cho nó cái meta nó bùng phát quá ghê. Tại vì rất nhiều bạn biết là cái sức mạnh của cái trang bị cốt trảo đó, nó đưa cho những cái con đã mạnh rồi thêm một cái bộ mạnh thêm. À, thêm một cái bộ cung cấp trực tiếp sát thương với lại máu vô thì rất là khó chịu. À, rất là khó chịu luôn, cho nên rất rõ ràng là cái nhà phát hành là muốn là giảm bớt cái sự ảnh hưởng của cái trang bị cốt trảo lên cái lối chơi. Ồ, nhưng mà thua ván này mới cay chứ. Mẹ đang có chuỗi luôn. Chuỗi 8, chuỗi 9, rồi chuỗi 8, chuỗi 9 gì đó. Cay dữ trời. Ôi, chuỗi 8 thôi kệ. Thôi cho mày ăn 8 tiền đó, nhưng mà mình có được 50 tiền rồi. Mình không có ngại phải không? Nếu mà bây giờ mà mình chưa có 50 tiền á, ừ thì cũng hơi ngại ngại đó. Nhưng mà bây giờ khác à, bây giờ mình có 50 tiền rồi. Bây giờ mình up level 7 luôn, mình sẵn sàng mình up level 8 ở cái trận này luôn. Up càng sớm càng tốt luôn. Đó, up càng sớm càng tốt luôn, để nếu mà được á thì mình sẽ đi 6 agency trước tiên. Sau đó là mình đi up level 10, mình đi 6 hunter, 6 agency là tuyệt vời nhất luôn. Đó, tuyệt vời nhất luôn. Ôi, chết nè, đâu có đùa đâu bạn. Agency Ranger mình hai trang bị nha, hai trang bị nha, mà hai trang bị gọi là hai trang bị rất cần thiết luôn, tốc độ đánh rất rất xịn. Đấy. Bắn đâu nha, chứ không phải là cái dạng vừa đâu nha bạn. Bốn xuyên. Bốn xuyên thì ừ thì không thể nào mà so sánh với sáu xuyên được rồi, nhưng mà mới hiệp 14 mà bạn, mà mình có bốn xuyên rồi, ba rồng nữa. Ba rồng này, bây giờ bạn biết sao, nếu mà ra rồng 4 tiền á nha. Cái trận này mà ra rồng 4 tiền á, nó còn dễ chơi hơn nữa nè. Ra rồng 4 tiền, rồng 4 tiền 2 sao thôi, mình đi 6 xuyên 3 rồng. Mình đi 6 xuyên 3 rồng, cần ai có hay không kệ mẹ. 6 xuyên 3 rồng. Sau đó là nếu mà được thì 6 xuyên thì mình sẽ kẹp thêm Warlock cho rồng. Rồng 4 tiền 2 sao thôi là đủ rồi. Là đủ rồi. Chứ cái mình không có cần phải gọi là phức tạp. Bây giờ xuyên đi Hunter cũng được nè nè, tại vì xuyên là bạn có hai con Hunter trong đó rồi. Bạn hiểu không? Xuyên của bạn là có hai con Hunter trong đó rồi. Ý không, tính ra ừ đúng rồi, có hai con Hunter trong đó rồi. Agency Ranger với lại Umbra là hai con rồi. Bạn chỉ cần kẹp một slot của Hunter vô thôi, đi ba Hunter 6 xuyên bạn đã quá mạnh rồi. Bạn đã quá mạnh rồi, mà ba Hunter 6 xuyên có 7 slot thôi nha. À, có 7 slot thôi. À, lấy cái mặt nạ đỏ nè, ép cái mặt nạ đỏ vô, mặt nạ điên, đúng rồi. Trời, bạn thấy ra trang bị bạn biết liền nè, ba con xuyên ở đây.
Rất dễ dễ rất dễ hiểu. Mà mình mới nói rồi, mình úp tám sớm mà, bây giờ mình lấy luôn cái gậy gỗ. Không, cái này lấy luôn cái gậy gỗ, tại mình có rớt một cục mà đá ma năng ra rồi, cho nên mình không không ngại chút nào. Bạn biết sao, cỡ nào mình cũng phải xài con siren đó. Tại vì hunter mà không có siren thì giống như là ăn cơm sườn mà không có nước mắm vậy đó, ăn cơm sườn mà không có sườn vậy đó. Kiểu giống như vậy á, hunter là phải có siren, nó hóa đá nó cực kỳ lợi luôn. Tại sao hóa đá, nó còn cái con bị hóa đá nhận thêm 20% sát thương, gọi là sát thương vật lý 20%, không không nhớ 20 hay 15% gì đó, lâu quá rồi không coi không nhớ, nhưng mà nhận thêm sát thương có thể là 20% đó. Ừ, hình như là 20 đó, đúng rồi đó, 20% gây 100 đam bình thường thì có con bị hóa đá là gây ra 150, 120. Và bạn biết Hunter thì đâu có gây 100 đam. Nói luôn cho bạn dễ hiểu là Hunter mà xấu Hunter thì không có gây 100 đam. Xấu Hunter bắn một hit thì cũng phải 200 mấy 300. 200 mấy 300 là mình nói gọi là nó giảm, nó tránh rồi, nó nói ít rồi đó nha. Chứ mà nói gọi là thẳng luôn á thì mình nói thiệt phải gây được 500 đam. Mà 500 đam mà còn gây thêm 20% nữa thì 20% của 500 là bao nhiêu? 100 nữa. 600 đam, nghe 500 nó đã chất lượng rồi mà 600 thì oh my god. 500 nó đã quá chất lượng rồi đó mà còn lên được hẳn 600 thì bạn biết rồi, nó đỉnh của chớp luôn. Đúng không anh em? Anh em mà đang xem để lại cho mình một like nè. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Anh em nào đang xem công chiếu thì nhớ để lại cho mình một comment bên dưới nha, cảm ơn mọi người. Ok anh em nhớ tham gia nhóm ở tụi mình, tại vì mình update thông tin mới nhất rồi. Tất cả những cái skill con tướng hay là con tướng mới hay là có bất kỳ cái gì mà giống như là khuyến mãi gì của game này mình đã update ở trên fanpage của mình ở trên Facebook á, rồi nhóm của mình trên đó luôn. Mấy bạn có thể vào nhóm ở có cái link bên dưới nè, rồi fanpage cũng có cái link bên dưới luôn, bạn vào xem. Để cập nhật thông tin mới chứ không làm gì, để làm gì biết sao, khi mà bạn có một cái thông tin mới có nhiều người sẽ không kịp bắt kịp được, tại vì không có chú ý tới cái update á, rất là gọi là bất lợi cho việc là nếu mà bạn vô bạn ngay trận cái đầu tiên mà cái ngày update xong á nha, là nó thay đổi cũng hơi nhiều nhiều đó, bạn chỉ cần lệch sóng một chút xíu thôi là bạn đi xa lắm luôn. Lệch sóng một chút xíu thôi là bạn đi hơi bị xa luôn á. Bây giờ mình vẫn chưa có 6 xuyên, bây giờ mình mới có 5 xuyên thôi, nhưng mà mình có 6 hunter. Không, mình có 5 xuyên nhưng mà mình có 6 hunter, cho nên bây giờ mình đi 4 xuyên 6 hunter ổn định, có gì đâu. Được 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 được, không có gì đó. 6 hunter về giai đoạn này là được rồi. Nhưng mà nếu mà theo mình đó nha, kiểu như cái này là theo ý kiến riêng của mình thôi, là nếu mà bạn đi được 6 xuyên á thì bạn mà chưa lên level 10 để đi 6 hunter á thì bạn nên ưu tiên 6 xuyên trước. Tại vì 6 xuyên nó cung cấp cho bạn một cái đoàn quân zombie rất là xịn. Một cái đoàn quân zombie rất là xịn. Mẹ cái trận này có khi nào là đi được 9 hunter không? Có trận này nếu mà đi được 9 hunter, hunter đi 9 hunter là có phải có con 5 tiền Tsunami, còn không có thì ok, chúng ta phải tính lại. Chúng ta phải tính lại sau rồi phải không? Nếu mà đi 9 Hunter xong á, thì còn dư một slot đúng không? Mà đặc biệt trong meta này á, mà dư một slot đó thì thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương luôn. Bạn biết sao? Cốt trảo một con Kira nữa. Bạn thấy không? Bạn thấy không? Suy luận nhẹ nhẹ thôi anh em thấy ra vấn đề liền. Chỉ cần một cái cốt trảo với lại cái slot cuối cùng đó là level 10 đúng không? Để một con Kira vô là bạn có hai Kira cho một con Hunter ở 9 Hunter. 9 Hunter là nó cộng bao nhiêu đam bạn biết không? Rồi nó còn thêm đam của Kira nữa, rồi thêm máu của Kira nữa. Nghe là bạn biết nó không phải đơn giản rồi đúng không? Nào, rất rõ nha bạn, cái này là bạn phải biết nha. Tại sao dư một slot đó chứ có thể là slot mà gọi là cái dấu mốc của trận đấu luôn. Tại vì mình giống như bây giờ mà agency 3 sao đi, full đồ thì tầm giỏi lắm khoảng 800 đam, chắc không tới khoảng 700 đi, tính cho 700 đam đi, kẹp Kira vô một cái hàng hunter thì không có tay ngắn nhiều nhưng mà cũng phải cỡ 6 con,
cũng phải cỡ 6 con. 6 con này mà chết thì thôi. Cộng cho Agency Ranger khoảng 1.000 mốt. 1.000 mốt mà với chính hình 1.000 mốt mà với lực bắn của Hunter mà nó bắn cho thì mà chỉ có chết thôi bạn. Chỉ có chết thôi, nói thiệt luôn, đúng kiểu là gọi là mây mù giăng lối, em bước đường em đi về luôn, là cỡ nào cũng chết. Ôi bắn hấp 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 mà tốc độ đánh càng nhanh, nó bắn càng sướng, nghe thấy chất lượng không, nghe thấy chất lượng. Còn nếu mà bạn không đi được chính giới hạn truyền thuyết, không có Tsunami thì bạn biết là đi chính Hunter không được rồi, thì bạn cứ gọi là cơ bản nhất có thể luôn, không có cái gì phải làm khó mình nữa, là 6 xuyên 6 Hunter lấy tiền. 6 xuyên bây giờ là meta rất mạnh nha bạn. Mình nói thiệt, cái bộ xuyên này á, nó cái 6 xuyên này nó hôm nay nó cứ bị theo kiểu là biết sao, nó trồi sụt liên tục luôn, có khi nó xuống còn có 3 giây rưỡi thôi. Lúc trước là 5 giây, cái xuống 4 giây. 4 giây không biết tại sao mình thấy 4 giây là ổn, là tại vì 4 giây là bắt đầu là mình thấy thiệt là mình nữa nha, là mình không thèm chơi rồi đó. 4 giây là mình không thèm chơi nữa nha, xuống phát 3 giây rưỡi nữa luôn. Xuống phát 3 giây rưỡi nữa là 3 giây rưỡi là không ai chơi là chắc rồi, nửa giây thôi nó đã giải quyết được vấn đề dữ lắm luôn à, mà xuống 3 giây rưỡi luôn, 3 giây rưỡi đâu ai thèm chơi, xong cái lên thành 4 giây không ai chơi mà cái búp lên thành 4 giây, 4 giây cái mình cũng không biết tại sao cũng không ai chơi nhiều, tại vì có những cái bộ khác nó mạnh hơn á, xong cái lên 5 giây, bây giờ 5 giây nó mạnh quải đái luôn, bây giờ thằng nào cũng đi xuyên. Mà sao nhà phát hành mình nó không có cái nằm nằm ở tầm 4 giây rưỡi hoặc là 4 giây 2 tại sao nó phải lẽ kiểu như là lên 5 giây mà lên 5 giây mạnh nha, mạnh cực kỳ luôn á. Bây giờ là 6 xuyên bây giờ là y như 6 xuyên hồi trước luôn, là hồi đầu mới đầu tiên mới ra đó, hồi trước mới ra thì đâu có 6 xuyên. 6 xuyên là mới đây thôi, mới đây thôi, nó có cái option sát sống này thì mới đây thôi, nhưng mà lúc mới ra là 5 giây y như bây giờ luôn, không có khác gì luôn. Xong rồi cái mạnh quá giảm 4, cái giảm 3 rưỡi, 3 rưỡi không ai chơi, tăng lên 4 nha, tăng lên 4 một khoảng thời gian hơi bị nhiều luôn á. Xong rồi bây giờ lên 5 luôn mà 5 giây thì nó lại mạnh. Ồ 5 giây thì nó lại mạnh, khó chịu thiệt sự. Nhiều khi cũng muốn gọi là kiểu 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 như là gọi là không hiểu tại sao nhà phát hành lại làm vậy, nhưng mà thật ra mình đang đi 6 xuyên mà mình thì mình thấy 6 xuyên cũng khá là phù hợp với mình, tại mình cũng thích đó, tại nó mạnh mà. Nhưng mà như vậy thì thằng nào cũng đi xuyên rồi, nó mở ra một cái thời đại mà rồng rồng xuyên nữa. Trời ơi, cái thằng Lubat này nó mới mất chuỗi xong, bây giờ mình gặp nó mà có cái đội hình của nó nè, cái đội hình này mà nó gặp mình dán trước là mình lụm tiền rồi, lụm 8 trận thắng liên tiếp của nó là ngon rồi. Xui dữ vậy ta, sao mà hôm nay nó cứ có cái gì đó nó hơi cay cay ấy cha. Nhưng mà nó đúng kiểu là gáy sớm ăn gì rồi, gáy sớm ăn lòn rồi bạn ơi, thua mẹ nó luôn. Ủa sao kỳ vậy, đội hình vậy mà sao nó ăn được mình nha. Nè rồng 4 tiền nè, không nhưng mà xin lỗi nha, chứ tao đi Hunter rồi, chứ mình mà nói thiệt, mình mà chưa có 6 Hunter á là mình đẩy con rồng này rồi, mình lên rồng 2 một cái mình đưa hết đồ cho, thì Hunter xài đồ gì thì con rồng xài được đồ đó, trừ cái mặt nạ đỏ thôi, trừ cái mặt nạ đỏ thôi, còn con rồng á thì xài đồ gì cũng được mà tốc đánh càng cao càng tốt. Mà nó phải biết rồi, rồng nó thổi thì nó có gây sát thương phép nữa nha. Ủa, cho nên nó khó đép con rồng lắm. Con rồng thì bạn đi bộ quơ, thí dụ như bạn đi bộ warrior thì trâu đó, nhưng mà con rồng thổi dẫn đâu, tại bạn biết sao, nó có chia ra sát thương phép nữa. Chia ra sát thương phép nữa, cái đòn đánh tay của nó gây sát thương phép nha. Cái đòn đánh tay của nó gây sát thương phép, cho nên bộ quơ bạn có trâu đi thì có thể kháng được cái sát thương mà tay của nó đi, sát thương thường của nó, nhưng mà cái đòn đánh tay của nó có cộng thêm sát thương phép nữa, mà bạn không có kháng phép á là bạn ăn trọn, ăn trọn đam thì chỉ có đầu đấy trường thương rồng một cái nữa thì chết luôn. Đây rồi, 6 xuyên chấp nhận mất một Hunter, nhưng mà mình có 6 xuyên
vẫn là một bộ mạnh chứ không phải yếu nha bạn. À, vẫn là một bộ mạnh, chúng ta chấp nhận điều đó. Tại sao mình nãy mình nói rồi, mình nói từ đầu luôn là sao? Giữa sáu hành tơ với sáu xuyên á, mình sẽ chọn sáu xuyên trước. Tại vì sáu xuyên nó cung cấp cho một cái lượng sức mạnh gọi là vượt qua khỏi loài người, phải không? Tại vì không có loài người nào mà bắn hết máu rồi mà bạn còn sống thêm được 5 giây, không có đâu, hết máu là chết thôi. Cái này cỡ này là bạn biết là sống thêm được 5 giây, thấy vậy chứ chất lượng lắm nha, thấy vậy chứ chất lượng lắm luôn á. Bây giờ xoay thôi, nếu mà được thì bây giờ úp. Đúng rồi, tính ra bạn biết sao, hiệp này mà mình úp 10 là rất, gọi là rất sớm, có thể là trước hiệp 29 mình đã lên level 10 rồi. Nghe cũng thú vị. Nghe cũng thú vị. Mình lên level 10 mà lỡ á nha, nói là lỡ thôi, lỡ rồi mình có thêm một con cái cốt trảo nữa. Có thêm một cái cốt trảo nữa là mình đẩy phát lên, nếu mà được á nha, mình ra Tsunami á là mình lên 9 Hunter luôn, mình đi cái cốt trảo cho bạn xem. Lúc đó Hunter nó còn bá đạo nữa. Mà lúc đó Hunter nó còn bá đạo nữa chứ không phải đùa. Sao? Cái gì chứ, đúng kiểu là thằng thằng Hunter nó cũng ngại mấy assassin thiệt. Nó cũng ngại mấy assassin thiệt, nhưng mà có sáu xuyên thì nó đỡ hơn chút đỉnh là sao? Tao chết đó nhưng mà tao còn kéo theo một hai thằng được. Tao chết đó nhưng mà tao vẫn kéo theo một hai thằng được. Thì thằng nào thằng biết là bạn, ôi, rất nghiệt ngã nha bạn. Bạn biết sao nghiệt ngã không? Không còn một slot nào hết. Mà bây giờ nó cho hai con bốn tiền mà con nào cũng cần hết nha. Con nào cũng cần hết chứ không phải là không có con nào không cần đâu. Nhưng mà bây giờ mình up 10 cái đã, bỏ hai con này không thèm mua luôn. Mua về nó rối nhân tâm, bây giờ hàng dự bị mình không còn chỗ nữa rồi. Hàng dự bị mình không còn chỗ rồi, phải không? Thì xấu xuyên cũng hai con này, chỉ bây giờ một sao thì chỉ để kích bộ thôi, hai sao thì mới có hiệu ứng nhiều. Nhưng mà bây giờ không có chỗ mua, mình phải chấp nhận mình bỏ qua. Tại mình nói rồi, nếu mà mình đi được gọi là chín hunter ra 5 tiền một cái đây nha, lúc đó thấy vấn đề. Trời ơi, ghê ghê đấy. Không, cái này nó có bò cạp ba đồ, đồ hình này dữ đấy. Kira Inceptor ghê ghê đấy, ghê. Đội hình mình thua là tại đội hình nó mạnh là đúng rồi bạn, đó gọi là đúng lộ trình. Trời ơi, sao rẹt Ranger nè, nhưng mà không mua, tao đi Hunter. Ok, tao đi Hunter mà không, để giờ xoay lúng tiền luôn chứ. Cái hiệp 28 này bây giờ xoay kiếm chỗ nào để ra bài đây mới là vấn đề nè. Khó đấy, lúng luôn. Cái trứng cũng được, Siren 2 đã nói rồi, Hunter là phải có Siren, không có Siren là không phải bộ Hunter. Có nhiều ông đi Hunter không kẹp Siren, mình nói thiệt luôn. Con này con 4 tiền mà nó rất quan trọng, mà mình nó phải nói là quan trọng nhất ở trong bộ Hunter luôn. Có khống chế, có tăng sát thương cho team mình nữa thì không có cái lý do gì mà bạn không bỏ 4 tiền ra bạn mua hết. 4 tiền là chân ái, trời, suốt men 3 sao cũng được đấy anh trai. Nhưng mà xin lỗi em chết rồi nhưng mà em không chết được. Em chết nhưng mà em không chết được, mới ghê chứ. Mình xấu hunter, xấu xuyên mà chết kiểu gì được bạn. Rồi, bây giờ mình tiếp tục nè. Bây giờ up cấp cũng không up kịp nữa, từ từ nha, có gì cũng phải từ từ hết. Mình tính là up 29 là mình có level 10 đó, nhưng mà lại hơi thiếu tiền, tại mình phải trong cái giai đoạn đó là mình phải mua con Siren nữa. Mình mua con Siren nè, cho nên là hơi tốn tiền. Một con Siren 4 tiền, thêm một cái trứng nữa là 5 tiền, là hết 9 tiền rồi. Nó hãm lại cái này của mình lại, cho nên mình lên level hơi chậm. Trời, ai da. Thằng này nuôi ngựa nè, thằng này nuôi ngựa chắc luôn, tại vì nó không nuôi rồng. Nó nuôi ngựa cho nên nó không nuôi rồng. Rồng nó có một sao chủ yếu là để kích xấu hunter, xấu knight thôi. Mình biết nhưng mà sao lắc dữ vậy? Ồ, sao giật dữ vậy? Đùa tao à? Đùa tao, đùa tao, đùa, đùa, đùa này, đùa này, đùa, đùa này. Dù thua nhưng mà tao cũng miễn mày đau khổ là được. Bạn thấy không? Con Trần Dần nói miễn là mày đau khổ là tao chịu.
Tao thua đó nhưng mà tao phải kéo mày theo. Wow, tao... mà em tao cái kéo mày theo vậy mới chất lượng. Không, anh em đang xem để lại cho mình một like nè. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình nha. Cảm ơn ai. À, nhớ tham gia nhóm trên Facebook nha. Rồi, comment bên dưới anh em sẽ được thả tim luôn. Ok. Bây giờ mình sắp là hết hiệp quái này là mình đã lên level 10 được rồi. Dù bất kỳ mọi giá nào hết hiệp quái này mình cũng phải level 10 bạn biết sao. Đón hiệp 31, 32 xoay 5 tiền. 5 tiền bây giờ mình cần cái gì? Tisu Nami. À, 5 tiền là mình cần Tisu Nami. Còn hiệp 30 này rớt cho mình cái cốt trảo đi. Rìu Long Quyết con à. Rìu Long Quyết là lấy tiền. Rồi nè, có level 10 nè. Đó. Nhưng mà lại không có Rìu Long Quyết. Lại lấy thôi, chắc là phải lấy Mảnh Minh Hồn thôi. Hunter cũng quan trọng cái việc mà tốc độ đánh lắm mà. Hunter nó cũng quan trọng cái việc là tốc độ đánh lắm. Cho nên nếu mà có tốc độ đánh thì tốt lắm. Cho nên là lấy cái Mảnh Minh Hồn được. Tăng được bao nhiêu đó thì tăng. Tăng được bao nhiêu đó thì tăng lên cái mặt nạ vàng. Trời, một cái mặt nạ vàng, một cái mặt nạ đỏ trong một con tướng cần tốc độ đánh như Hunter á, nó còn gì bằng nữa bạn. Ồ, nó còn gì bằng nữa. Đó giống như là một ân huệ. Nè, Assassin đúng không? Assassin thì bạn ghê rồi đó. Assassin thì đương nhiên là mạnh rồi đó, nhưng mà bạn nên nhớ là mình đi xấu xuyên. Bạn nên nhớ là mình đi xấu xuyên, tiễn thằng Hunter đi nè, bao tay rồng. Lấy cái trái tim rồng được. Hút máu thì khỏi phải bàn nha bạn. Cái đó mà thuộc dạng này hút máu thì bây giờ là cái con trần dần của mình hút máu là bây giờ là một dạng thượng của mẹ nó thừa luôn. Trời ơi. Trời ơi. Hiệp 31 32 nói đâu có sai. Đưa hết đồ cho Engine Ship Ranger trần dần một. Trần dần thì mình thích rồi đó. Không có ai chơi trần dần á, nhưng mà so với ba sao thì không. Dù mày có hai tiền đi nữa, tao một tiền nhưng mà tao ba sao là tao khỏe à. À, tao ba sao là tao khỏe à. Đấy, bây giờ cứ tiếp tục mà chơi thôi bạn. Bây giờ mà thằng nào đâu phải muốn ăn mình là dễ đâu bạn. Nè coi nè, Agent Ship Ranger nó bắn à. Ôi. Nè bắn nè. Đó, thôi. Nó đau vãi đái luôn á. Ồ, có 500 đam thôi đó nha. Ồ, có 500 đam thôi đó. Mà có nó bắn kìa. Ôi. Một cái mặt nạ vàng, một cái mặt nạ đỏ. Bây giờ con Agent Ship Ranger này nó hút máu sao chết được bạn. Nó hút máu sao chết được. Mình có từng có một lần đi đi xuyên. Đi xuyên mà không nhớ đi hình Hunter hay Knight xuyên gì đó. Mà hết máu chết rồi nha. Hết máu rồi, chết rồi. Nó bắn đầy cây lại luôn. Nó đánh đầy cây lại luôn, nó hút máu á nha. Hình như con rồng 4 tiền thì phải, nó thổi bằng trường thương rồng đó. Nó thổi có 3 phát thôi, hồi đầy cây luôn. Hồi đầy máu luôn mà. Ghê không? Mà nó là cái xác chết á, nhưng mà nó hồi đầy máu luôn. Thì có đầy máu thì hết giờ thì mày cũng chết thôi. Chứ mày có, mày đầy máu rồi mày đâu có sống lại được. Không có thể nghịch thiên cải mệnh gì được con. Rồi, nè bắn nè. Đó. Nó phải như vậy chứ. Hồi nãy mày nghe nói mày Knight khỏe lắm đúng không? Knight khỏe lắm không? Bây giờ gặp rồi. Gặp ngay luôn, gặp ngay đối thủ luôn. Rồi, mẹ rồng 5 tiền làm cái chó gì đấy. Tao đâu có cần giáp da bò, trời đất ơi. Thôi, đi với Knight đúng không? Đi với Knight thì thôi ép một cái kích đi, cái kích đoạt hồn. Đó, ép một cái kích đoạt hồn vô. Có còn hơn không? Có còn hơn không, méo mó có hơn không bạn. Ép một cái kích đoạt hồn vô nè, tại vì dù gì nó cũng đánh tay mà, nó bị cấm đánh là tốt lắm nha. Lên được 2 sao luôn anh trai ơi. Ây da, ây da, ây da, dữ dằn. Rồi bà con này Agent Ship Ranger nó bắn cho của Knight này thì khóc tiếng tiếng mông cổ luôn. Ôi bắn à. Ô, cái này bạn nên nhớ là nó đang bắn Knight á nha. Knight là có cái shield á mà nó bắn kìa. Có 500 đam thôi á. Ôi mà xịn dữ trời. Ôi xịn dữ vậy. Ồ, hơi có vẻ như là hơi 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 hoài nghi về. Không phải không?
Nhưng mà tính ra cái skin của Agency Ranger đẹp lắm chứ bộ. Nhưng mà cái skin này nó hơi rối mắt á. Mà nói chung mấy bạn nào yếu quá cũng cũng cẩn thận nha. Bỏ nhiều skin vô quá chút nữa bị giăng đó. Bị lắc đó, thiệt lắc đó nha. Nhiều thì dù gì bạn biết rồi đó, nhiều hiệu ứng trong một cái trận quá thì nó phải đòi hỏi cấu hình cao đó, mà nó cấu hình cao thì nó hay giật lắm, cho nên là ráng chịu. Muốn đẹp thì phải đó, thấy chưa? Phải thấy Agency Ranger rồi. Nó cái skin trời mặt nạ đỏ nữa. Ta đâu có cần dữ vậy bạn. Vãi lồn cái rìu long huyết kìa bạn, bốn món trang bị cuối luôn. Lấy cái cốt trảo. Lấy cái cốt trảo. Rồi bây giờ ép cái mặt nạ đỏ vô, hai cái mặt nạ đỏ, một cái mặt nạ vàng. Trời ơi. Bây giờ tốc độ đánh của này bây giờ đi chín hunter. Đó, đi chín hunter cái nhẹ liền. Đây, chín hunter đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm con một con Kira. Một con Kira. Trời nữa luôn, đưa lên 2 sao luôn, nhưng mà lấy con Agency Ranger ra. Lấy Agency Ranger, lấy con này ra cho nó sống thêm một hiệp nữa. Cho nó sống thêm một hiệp nữa. Trời ơi, bạn coi nè. Khủng khiếp thiệt luôn, nhìn cái trang bị mà. Nhìn cái trang bị của con Agency Ranger mà nó thiệt luôn. Bắn con này giờ mà nó nếu mà solo với nó nha, khó chết lắm. Hai cái mặt nạ đỏ, một cái mặt nạ vàng, rồi còn một trái tim rồng nữa. Hút máu cỡ nào ta, mày mày trùm hút máu luôn à. Đó, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Đó, chính Hunter Kira. Cái này cỡ này chắc khoảng 600 đam. Cái con Agency Ranger này chắc khoảng 600 đam. Tại vì chính Hunter mà. Chính Hunter nó cũng búp vô được nhiều lắm á. Mày Sarah Cleanser nãy giờ ra hoài luôn. Mà mồi, cái đó ra lừa bạn đừng tin. Bạn tin là bạn dở rồi. Nè. Trời, 688 đam nha. Đầu đằng trước chết tao một hai con coi. Chết 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 tao một hai con coi. Một con này 700, 707, 806. Cái này làm chưa chết hết đó nha. Xịn thật sự luôn bạn. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình. Nhớ comment bên dưới, anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đăng Hamai Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người.